Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài. Thì sáng hôm nay là ngày 49 của ngày mất của cậu Năm Vũ Linh, khán giả đến rất là đông, hầu như là từng tớp các cô chú anh chị đã đổ về để viếng mộ cậu Năm Vũ Linh. Ở đây có mấy em, mấy chị, mấy cô, mấy chú cũng viếng nè cả nhà. Đây em mình mặc dù em quay nhưng mà em cũng phải giữ cái sự riêng tư cho khán giả viếng mộ cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Mấy em rất là đẹp luôn cả nhà, lên viếng mộ rất là thành tâm. Mấy em nó đi viếng mộ, đi vòng vòng viếng mộ và cũng như là chụp ảnh. Chị Loan cả nhà thấy chị Loan áo màu đen này cả nhà, sáng giờ cứ tắt bật luôn, tắt bật là làm hết việc này tới việc này luôn. Không, chị Loan không bao giờ nghỉ đâu, cứ làm suốt vậy đó. Nói chung là ai cũng bị chứ, nhưng mà ở nhà thì rất là khó chịu, thì đến đây thắp nén hương rồi thấy. Bây giờ là thấy mình chú Tiểu rồi cả nhà. Chú Tiểu thì sáng nay khách đông thì chú Tiểu cũng khá là mệt luôn, do chăm rút nhang, đang mang bao tay rút nhang đúng không chú Tiểu? Chú Tiểu buồn cả nhà. Hello, chị Loan tiếp tục cắm hoa nữa cả nhà ơi. Dạ. Sáng giờ chị không có nghỉ tay luôn, từ khi mà chị bước xuống xe luôn á. Chị gái này cũng viếng cậu Năm nè, mấy cái trái cây ngon lắm rồi. Mình ở đâu tới đây chị? Em chào chị. Tây Ninh. Tây Ninh, núi Bà Đen. Tây Ninh về đây rồi không chị? Dạ. Dạ. Tại vì mình mới chim trên bàn, chim ở dưới. Chị Loan thì cũng giúp mấy mấy cô chú anh chị để cắm hoa, đem ra để cho nó đẹp. Mỗi người một tay. Cao quá chị ơi. Không có, dưới nè. Để dưới. Chân ở dưới đó, nó cao nó đẹp. Dạ. Cho nó chọn cái bông lên. Thấp quá không nhìn không thấy bông. Nước nhiều nè, nước nhiều cho nó không có bị ngã cái bình bông nữa, nó nặng cái chậu. Chính xác, hay. Đây em gái nè, hay giỏi. Qua đây có wifi à, phải không? Chia sẻ rồi mà. Rồi. Không chia sẻ wifi, nay bỏ wifi lên cho có không ạ? Chia sẻ ai? Chia sẻ ai? Em chia sẻ cái bà kia chứ là mới chia sẻ cái bà mập mập chứ là chia sẻ là đấy. Bà mập mập mà nào? Ở là không có ra tôi đây mà không chia sẻ. Trên đầu trên cùng. Mày cái trợ lý quay một trợ lý rồi. Đâu trợ lý đâu? Quá đẹp. À chị Loan là cắm theo cái kiểu gọi là tầng á. Theo tầng. Theo cái hình giống như cái quạt với lưng. Tại chị Loan fan. Dạ. Tại em á. Fan cứng của cậu Năm. Chị Loan ở gần đây không chị? Chị ở xe đó. Quá đẹp luôn. Bình bông rất là khéo. Đúng đó. Khéo luôn. Ở dưới là bông cúc đó ta, bông cúc màu đỏ kìa ta. Đó, chị bắt đầu chị tưới nước cả nhà. Chị cắm xong bắt đầu chị phải tưới nước để cho nó bông nó tươi nè. Tưới lên bông luôn. Quạt đi. Chị đâu rồi? Quá đẹp rồi chị. Gì đâu quấn. Chị xong rồi chị ơi. Chị rồi. Chị phải không?
Khéo tay quá chị. Chị rất là khéo tay luôn. Mà các bạn khéo tay. Chị ôm phải là mẫu sắp qua mới được. Chị lo rất là khéo tay cả nhà. Chị sáng giờ cứ tất bật làm những công việc như là khán giả tới nè, chị cũng cắm hoa giùm, và của chị thì cũng rồi sáng giờ chị cứ luôn tay luôn chân hết, làm hết việc này. Cả nhà nếu mà nhìn kỹ là chị cả nhà thấy chị Loan ướt đẫm mồ hôi luôn. Nếu mà cả nhà nhìn kỹ là ướt đẫm mồ hôi luôn cả nhà. Cái nào mình cúng rồi mình đem vô đi chị ơi. Để đỡ quá. Lên đây là chị phải làm. Phải có đổ mồ hôi chị mới có đổ mồ hôi. Ồ đẹp vậy. Wow. Quá đẹp em gái, ở đồng từ Đồng Tháp lên luôn cả nhà, viếng mộ của cậu Năm Đồng Tháp. Có hồi nãy có đem bông sen. Mình ở đâu Đồng Tháp em ơi? Chưa sao lâu vậy? Cho camera chụp bị lỗi rồi. Gần xuống thấy em phải ngồi xuống để lấy được hết cái chân. Đúng rồi, chị làm kỷ niệm ở bức ảnh của cậu Năm luôn, kỷ niệm trên YouTube. Đồng Hương chào em. Em mình ở đâu Đồng Tháp em? Lai Dung Đồng Tháp. Ủa, Lai Dung cùng luôn rồi. Không, mình, anh cũng ở Đồng Tháp nè. Đây Đồng Tháp luôn. Đồng Tháp luôn. Thiệt. Cũng Đồng Tháp chứ. Thiệt mà. Con gái Đồng Tháp đẹp lắm anh. Anh ở Đồng Tháp mà. Con gái Đồng Tháp đẹp ghê á. Với lại là nhìn thấy cưng ha. Con gái Đồng Tháp là Chung Thủy nha. Chung Thủy luôn hả? Đúng rồi. Đồng Tháp 10 mà. Lai Dung. Hồi nãy em có đem nem lên không em? Dạ. Có đem nem lên không? Đem nem cho cậu. Bánh bía hả? Sao không đem nem Lai Dung là ngon nhất. Dạ. Đây quá đẹp luôn nè. Đây chị này cũng ở Đồng Tháp luôn hả? Không biết Đồng Tháp không mà cùng không, bây giờ đó. Mình làm kiểu ánh mắt nhìn vào cậu nè. Đúng rồi, ánh mắt nhìn vào cậu, đúng rồi. Đó, ánh mắt nhìn đăm á. Rồi nhìn buồn buồn xíu. Buồn muốn rơi nước mắt á. Rớt nước mắt là gì sao thấy có một cái. Cười cũng được. Tự không, mình có những khoảnh khắc vui á cô chú anh chị. Những đây là những khoảnh khắc vui ạ. Quá đẹp. Đó. Rồi quá đẹp luôn em ơi. Rồi em ôm luôn rồi, em ôm cậu Năm luôn rồi. À ở đây á mọi người đều khen tấm ảnh này. Em biết tấm ảnh này của ai không? Đúng rồi. Ngày nay em cũng theo dõi. Trời ơi, cổ mà bán vé số dạo mà. Cái gì mà liên quan tới cậu rồi? Em biết tấm ảnh bao nhiêu tiền không? 1.3 triệu. Mà của cô bán vé số mà dám mua đặt tấm ảnh 1.3 triệu là biết tấm lòng của cô như thế nào rồi. Mà đi xe ôm hết 300 nữa nha. Mà cậu sốc ai cũng thương cậu. Dạ đúng rồi. Em cũng ở Đồng Tháp với em đó luôn hả? Không, em ở Hậu Giang. Em ở Hậu Giang. Dạ. Em tên gì em? Tên Ngọc, bé Ngọc. Tình My. Chị này nó đừng chụp, đừng quay chị. Rồi. Nó không có đẹp. Dạ. Nó bị chiếm mình. À, bông sen lại là phía giữa, còn hoa này hoa gì chị biết hoa gì không? Thanh liễu. Liễu hả? Thanh liễu. Thanh liễu. Nó thơm á chị. $300,000 bó luôn. Dữ vậy hả? Ờ mà nó. Đúng rồi, em thấy mấy gà nó bền lắm nha. Mấy hôm rày á, tụi em là đi sớm là thay nước, nhưng mà cái gốc của nó ra màu đỏ luôn chị. Nó là hiện giờ là cái bông này nó đang nhuộm màu. Nhuộm màu hả? Có màu trắng thôi. Gì hả? Nó à. Màu vàng, màu hồng. Dạ. Bông chân nước ở đâu? Dạ. Bông này chân không cũng đẹp, nhưng mà lên thành lại không đẹp. Nhưng mà nó lại chân rất là lâu tàn. À, ý là chân không, chân cũng đẹp mà lên hình nó không đẹp. Ở ngoài này đẹp nhưng mà gương hình nó không đẹp. Dạ. Nhìn đẹp ha. À, bông sen giữa thanh liễu ở vòng vòng giống bông hồng vậy. Y như bông hồng à. Cắt tường. Dạ. À, ở ngoài hình như ngoài đó cũng có cắt tường. Hôm qua là của gia đình đem xuống. À, hồi nãy em có nghe cái cô đi theo chị á. Hôm qua ăn kia thì chị về nhà. Năm rồi thì nó tao mới về người lớn. Dạ.
Dạ. Chị chị sáng giờ là chị cứ cắm hoa. Cắm những cái hoa này lại hết luôn mọi người. Phía xa xa cả nhà thấy có cái một hoa cắt tường. Lộn, em xin lỗi ạ, hoa mẫu đơn, hoa cúc mẫu đơn rất là đẹp của khán giả này. Của hoa sen rất là đẹp luôn nè mọi người. Chị đổ mồ hôi hết rồi. Đổ mồ hôi hết rồi tội. Thương chị lắm. Về trước nha Lon. Đó. Ô, biết biết chị Lon luôn. À. Ồ chị biết chị Lon từ đâu? Thấy trong đây nè. Thấy trong đây hả? Trong. Ồ. Dạ, lấy lọc của cậu Năm. Cô từ ở đâu tới cô? Ở thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quận 3. Vậy là cô thấy chị Lon qua YouTube. Đúng rồi. Nãy giờ là mình nhìn mặt là biết rồi ha. À, chị thấy chị Lon như thế nào cô? Cô nhận xét chị Lon sao? Chị Lon rất là dễ thương. Dạ. Rất là chu đáo luôn ha chị ha. Dạ. Rồi. Rồi bye bye, bye, bye cô. Chúc cô sức khỏe các em nha. Dạ, con cũng chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Bye bye hết ạ. Rồi. Chị Lon được khán giả nhận ra cả nhà. Chị Lon được khán giả nhận ra là chị Lon. Chú Tiểu đang ở bên bàn thờ của cô Năm. Thì cả nhà thấy là khán giả đến hết lượt này tới lượt khác đổ về mộ cô Năm trong 49 ngày này để hồi hướng cũng như là cầu nguyện cho cậu Năm được vãng sanh, được vãng sanh trở về với Đức Phật đó cả nhà. Dạ rồi, em xin phép cả nhà em tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cả nhà ở những video tiếp theo của em. Xin chào tạm biệt và cả nhà. Trước khi kết thúc video em xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc cả nhà có nhiều may mắn và thành công. Em xin chào cả nhà. Chứ bộ cô tưởng ở chỗ này dễ xin vào làm nhà hàng khách sạn lắm sao? Nhưng mà tôi không có gì với anh Hải chồng của chị đâu. Chị không có quyền nghĩ xấu tôi như vậy. Nếu cô không lấy chồng tôi, chẳng lẽ cô đến chứ nấy như những cô gái làm tiền hay sao?